Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Tưởng vậy mà không phải vậy. Nhà truyền giảng Tin Lành Ban Hanner trong quyển sách tựa đề Hướng về chiều tối đã kể lại một câu chuyện khó quên xảy ra tại một thị trấn nhỏ bé ở bang Alabama như sau. Có một nhóm nông dân hùng nhau trồng đồn điền bông vải. Khi họ vừa gieo trồng xong một thời gian đang chờ để thu hoạch trông có vẻ đầy hứa hẹn, thì có một loại mọt ngũ cốc đến phá hại, làm thiêu rụi cả đồn điền bông vải của họ. Mọi sự coi như chấm dứt đối với họ. Các nông gia này đã dồn hết vốn dự trữ cho mùa bông vải ấy và đang chờ đợi để thu hoạch. Bây giờ thì mọi sự coi như tiêu tan, họ sẽ nên nghèo khổ. Các nông gia ấy họp lại và quyết định chuyển đồn điền bông vải đã bị mọt ngũ cốc phá hủy của họ sang trồng đậu phộng. Kết quả là đậu phộng đã đem lại lợi tức cho họ, vượt xa mùa bông vải trúng nhất mà họ có thể mơ tưởng đến. Và rồi quý vị có biết các nông gia ấy đã làm gì không? Họ nhận thức ra rằng những gì tưởng là thảm họa đối với họ đã thật sự đem lại lợi ích to lớn như vậy. Cho nên họ đã xây một đài tưởng niệm với tượng của con sâu tại thị trấn mà họ cư ngụ. Và đài kỷ niệm ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Một tượng đài kỷ niệm điều mà họ tưởng là đúng ra đã hủy diệt họ thì lại thật sự trở nên điều lợi cho họ. Ông Van Hanner kết luận, mọi sự hiệp lại làm ích cho cơ đốc nhân. Lắm khi chúng ta rơi vào tình trạng cứ tiếp tục trồng bông vải từ năm này sang năm kia cách đơn điệu và buồn chán. Và rồi Đức Chúa Trời sai những con mọt ngũ cốc đến. Ngài đẩy chúng ta ra khỏi lối sống quá quen thuộc của mình và chúng ta cần phải tìm một con mới để sống. Tài chánh xáo trộn, mất đi người thân, thể chất suy yếu, mất địa vị và uy tín, biết bao người từng do khó khăn đưa đẩy đã trở nên người nông dân tốt hơn và đem lại những kết quả tốt đẹp cho linh hồn họ. Điều tốt nhất từng xảy đến cho mọi người chúng ta là do sự cắn phá của những con mọt ngũ cốc ấy. Roma đoạn 8 câu 28 chép rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.